Chào anh em, lại là cậu Vàng đây. Tiếp tục xê di những thứ bạn không ngờ tới nhé. Ở đây có sự mờ lem, xem thì xem, không xem đừng sủa. 8 giờ vô làm mà tôi lúc 7 giờ 55 phút kiểu. Hình ảnh tôi cố tỏ ra bình tĩnh và giả vờ nhìn vào góc tối để con ma biết rằng tôi nhìn thấy. Sếp bảo mua máy phun tinh dầu cho quán. Tôi đã mua nhưng sau đó lại đuổi việc tôi. Hả? Tuyệt kỹ kiếm thuật của ninja ít ai biết. Mày không hớt được bao con trai. Tất cả đã nằm trong sự tính toán. Đề thi năm nay dễ như ăn kẹo nên các em cứ yên tâm. Hai người xa lạ đéo biết đéo gì về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết hoa đẹp nhất bên úc có gì. Chắc chắn là đéo có gì. Kiều khứa bạn. Rửa xe dùm anh khách nhưng cảm giác nó lạ lắm. Đón xem phần tiếp theo, ở đây anh em nhé.